Website của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật về động viên nhập ngũ. Luật sẽ có hiệu lực một tháng sau khi chính thức được công bố. Nội dung luật huy động quân sự mới giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25. Người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, trừ binh sĩ, sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Trong khi đó, nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Trước đó, hôm 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật nói trên với 283 nghị sĩ ủng hộ trong tổng số 450 nghị sĩ. Luật huy động quân mới của Ukraine được cho là có thể giúp nước này gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người Động thái mới này cũng sẽ cho phép chính phủ Ukraine có nhiều quyền lực hơn trong việc huy động xã hội, tham gia vào chiến tranh cũng như việc trừng phạt đối tượng trốn quân dịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký luật huy động mới diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Nga kéo dài sang năm thứ ba. Ukraine được hiểu đang gặp nhiều khó khăn trước Nga, từ vũ khí cho tới số lượng binh sĩ. Cả Nga và Ukraine đều giữ kín con số thương vong trong cuộc xung đột đang diễn ra nhưng các quan chức Mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía. Phía Ukraine cho biết chỉ có 31.000 quân nhân nước này thiệt mạng trong hai năm qua. Thế nhưng, ước tính không chính thức cho thấy con số cao hơn gấp nhiều lần. Theo truyền thông phương Tây, các đơn vị tiền tuyến của Kiev đang hoạt động chỉ với 1 phần 3 lực lượng tính đến đầu tháng 2. Hiện tại, chưa có số liệu về quy mô quân đội Ukraine nhưng con số này được ước tính vào khoảng 1 triệu quân. Về phía Nga, nước này đã mở rộng quy mô quân đội lên 1,5 triệu binh lính. So với giai đoạn đầu xung đột, việc tuyển quân của Ukraine giờ đây khó khăn hơn nhiều, nhất là sau các chiến dịch quân sự không thành công vào mùa hè. Mỹ loại trừ khả năng sử dụng lực lượng vũ trang của nước này để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khả năng mỹ tham gia tác chiến đánh chặn tên lửa và uav nga ở ukraine phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói xung đột khác nhau không phận khác nhau và mối đe dọa ở đây cũng khác nhau ông Kirby cho biết. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nói rõ quan điểm rằng Mỹ sẽ không đảm nhận vai trò tác chiến ở Ukraine. Cùng thời điểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tham gia vào cuộc xung đột với Nga và bảo vệ Kiev tương tự như cách các nước hỗ trợ Israel trong cuộc không kích của Iran cuối tuần qua. Điều này chứng tỏ hiệu quả của tinh thần đoàn kết trong việc chống lại khủng bố, Israel, Mỹ, Anh, Pháp, Jordani đã hành động cùng nhau và đạt hiệu quả tối đa. Ông Zelensky cho hay, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tập thể các nước phương Tây hỗ trợ và bảo vệ nước này khỏi những cuộc tấn công tầm xa của Nga. Trong suốt xung đột với Nga, Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí và nhân lực, bao gồm việc thiết lập vùng cấm bay do NATO thực thi trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực vì phương Tây lo ngại động thái này sẽ kéo họ vào một cuộc chiến tổng lực với Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo, Nga coi tất cả sự hỗ trợ dành cho Ukraine là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Iran đã phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel ngày 13 tháng 4 với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái cảm tử các cuộc tấn công nhằm trả đũa việc Israel không kích vào Đại sứ quán Iran tại Damas, Syria ngày 1 tháng 4 là một số sĩ quan cấp cao quân đội Iran thiệt mạng. IDF tuyên bố bắn hạ 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Hoạt động phòng thủ vốn được các quan chức Israel ca ngợi là thành công lớn. Israel nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác trong việc đối phó, ngăn chặn đòn tập kích của Iran. Tuy nhiên, Tehran lại cho hay, cuộc tấn công thành công hơn mong đợi và tuyên bố rằng hai căn cứ của Israel bị phá hủy. Israel chỉ thừa nhận thiệt hại nhỏ với một cơ sở quân sự. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang thúc đẩy gói viện trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan, Trung Quốc trong tuần này, đồng thời tiết lộ về một kế hoạch chi tiết. Theo đó, chia gói hỗ trợ thành các cuộc bỏ phiếu riêng nhằm vượt qua sự chia rẽ chính trị của Hạ viện đối mặt với áp lực từ những nghị sĩ bảo thủ phản đối quyết liệt việc viện trợ cho Ukraine. Động thái trên của Chủ tịch Hạ viện đối với gói viện trợ nước ngoài này là một bước ngoặt tiềm năng, một hành động quan trọng đầu tiên đối với dự luật sau hơn hai tháng bị trì hoãn. Những ý định của ông Johnson về việc tổ chức bốn cuộc bỏ phiếu riêng biệt cho các phần của gói viện trợ cũng khiến dự định bị thay đổi đáng kể so với gói viện trợ 95 tỷ đô la Mỹ mà Thượng viện đã thông qua vào tháng 2 năm 2024. Hiện vẫn chưa rõ liệu Hạ viện có thể đạt được đồng thuận về một gói hỗ trợ tương tự như dự luật của Thượng viện hoặc điều gì đó khác biệt đáng kể hay không. Ngày 15 tháng 4, ông Johnson đã tuyên bố với báo giới về việc để Hạ viện làm việc theo ý muốn của mình. Tuy vậy, Hạ viện gặp phải nhiều khó khăn khi hành động đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc xung đột trên thế giới leo thang. Tư lệnh quân đội Israel ngày 15 tháng 4 cho biết, nước này sẽ trả đũa cuộc tấn công tên lửa cuối tuần qua của Iran. Cũng theo người đứng đầu quân đội Ukraine vào tuần trước, tình hình chiến trường ở miền đông nước này đang xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây, bởi thời tiết ấm lên cho phép quân đội Nga phát động một cuộc tấn công mới. Có những sự kiện trên thế giới mà tất cả chúng tôi đang theo dõi một cách cẩn thận và chúng tôi biết thế giới cũng đang nhìn vào việc chúng tôi phản ứng như thế nào ông johnson cho biết tổng thống mỹ joe biden đã tiếp đón thủ tướng cộng hòa séc peter fiala tại nhà trắng và kêu gọi hạ viện bắt tay vào việc thông qua gói hỗ trợ đã được thượng viện phê duyệt họ phải làm điều đó ngay bây giờ ông biden nói đảng dân chủ ở hạ viện sẽ sẵn sàng giúp ông johnson thông qua từng phần của gói viện trợ và thậm chí có thể đồng thuận một số biện pháp bổ sung đang được Đảng Cộng Hòa thảo luận như cung cấp một số hỗ trợ kinh tế cho Ukraine dưới dạng các khoản vay. Tuy vậy, điều này có thể đặt Chủ tịch Hạ viện vào tình thế mất đi sự ủng hộ của các thành viên Đảng Dân Chủ nếu ông đi quá sâu vào các ưu tiên dành cho Đảng Cộng Hòa. Bất cứ việc xem xét nào với gói viện trợ này cũng có nguy cơ thất bại ngay tại Thượng viện, nơi mà số lượng lớn thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối viện trợ cho Ukraine và Đảng Dân Chủ thì ngày một lo ngại về chiến dịch của Israel tại Gaza. Khi các thành viên Hạ viện quay trở lại tòa nhà quốc hội tối 15 tháng 4, ông Johnson đã ngồi lại với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để vạch ra chiến lược nhằm đạt được sự thông qua của Hạ viện cho gói viện trợ. Ông Johnson cho biết sẽ thúc đẩy để đưa gói viện trợ ra Hạ viện theo một quy tắc tranh luận riêng cho phép tiến hành các cuộc bỏ phiếu riêng biệt về việc hỗ trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan Trung Quốc và một số đề xuất khác về chính sách đối ngoại. Theo ông Johnson, những đề xuất này sẽ sắp xếp một khoản hỗ trợ cho Kiev như các khoản vay cho phép Mỹ tịch thu các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran cuộc họp của đảng cộng hòa đã cho thấy nhiều bất đồng giữa các nghị sĩ về cách tiếp cận trong cuộc xung đột ở ukraine những thành viên đảng cộng hòa có quan điểm cứng rắn bao gồm các nghị sĩ cấp cao thuộc các ủy ban an ninh quốc gia đang đấu tranh với những người bảo thủ có quan điểm dân túy những người phản đối quyết liệt việc tiếp tục ủng hộ cuộc xung đột ở kiev theo nghị sĩ wistuby kế hoạch của ông johnson đã giành được sự ủng hộ đáng kể của đảng cộng hòa Tôi không thích điều này, nhưng tôi chỉ là thiểu số, nghị sĩ Westby cho biết. Dù vậy, sự ủng hộ của ông Johnson đối với gói viện trợ cho Ukraine có thể càng kích động hơn nữa những người bảo thủ cho quan điểm dân túy vốn đã giận dữ với định hướng của ông trong vai trò là chủ tịch hạ viện. Nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đã đe dọa sẽ lật đổ ông Johnson trong cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ngày 15 tháng 4, bà Green đã tuyên bố dừng tài trợ cho Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ ông Donald Trump, người phản đối các viện trợ nước ngoài, sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất này. Ông Johnson cũng đã có cuộc gặp cựu Tổng thống ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Florida. Tôi không dành thời gian để lo lắng cho các động thái, ông Johnson cho biết ngày 15 tháng 2. Chúng tôi đang lãnh đạo và sẽ làm công việc của mình. Đảng Dân Chủ đã gây áp lực cho ông Johnson về việc tiếp tục dự luật hỗ trợ 95 tỷ đô la Mỹ được Thượng viện thông qua, bao gồm cho các đồng minh hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và Ukraine. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, Hạ viện phải gấp rút viện trợ cho Ukraine càng nhanh càng tốt. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hạ viện Hakim Jeffrey cũng đã cam kết trong một lá thư gửi các nhà lập pháp rằng sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để đối phó với các hành vi gây hấn trên toàn cầu. Các sự kiện nghiêm trọng vào cuối tuần qua ở Trung Đông và Đông Âu nhấn mạnh sự cần thiết của Quốc hội trong việc hành động ngay lập tức, ông Jeffrey nói. Đảng Dân Chủ cũng đã đưa ra một nỗ lực sau chót, được gọi là đơn yêu cầu giải tán, có thể tiến hành một cuộc bỏ phiếu về viện trợ trong phiên họp mà không cần sự chấp thuận của Chủ tịch Hạ viện. Bản kiến nghị đã giành được 195 chữ ký của các nghị sĩ, tức là thiếu khoảng hơn chục phiếu bầu so với đa số cần thiết. Tại tòa nhà quốc hội, Thượng nghị sĩ Washington Patty Murray, Chủ tịch Thường trực Thượng viện, bày tỏ quan ngại về việc sắp xếp viện trợ cho Kiev dưới dạng các khoản vay, bởi điều này sẽ khiến Ukraine rơi vào hỗn loạn. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell chiều ngày 15 tháng 4 cũng đã hồi thúc hạ viện thông qua dự luật của thượng viện chúng ta không thể hy vọng ngăn chặn xung đột mà không thể hiện quyết tâm và đầu tư nghiêm túc vào sức mạnh của mỹ